What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em một con bàn phím này thì đã ra mắt khá là lâu rồi. Tuy nhiên thì bây giờ nó đã xuất hiện lại. Và con này có một cái tầm giá cực kỳ tốt và nó có một cái phải nói là cái thiết kế cũng như là cái hiệu năng cực kỳ khủng luôn đấy. Ok, bây giờ mình sẽ cùng mở hộp cho anh em con bàn phím này nhé. Let's go. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn cái hộp của nó chỉ là một cái hộp bìa các tông bình thường mà thôi, không có gì nhiều. Và chúng ta có thể nhìn thấy ở mặt sau này là có cái dòng chữ đó là Komandro, thì có nghĩa là đây là bàn phím đến từ hãng Komandro rồi. Hàng này thì có rất là nhiều cái bàn phím mà trước đây thì mình đã từng bán rồi và nó cũng có khá là có tiếng trên thị trường. Mình sẽ cùng mở hộp luôn. Con này đóng hộp thì nhìn cái bìa của nó tuy vậy nhưng mà cái hộp của nó cực kỳ chắc chắn các bạn. Đó. Rồi mở hộp ra thì chúng ta phía bên trong được nhìn thấy một cái lớp bọc ni lông để bảo vệ phím. Ở phía trong này thì chúng ta sẽ thấy có một chiếc bàn phím màu trắng ở đây, cái nền của nó màu xanh rất là đẹp. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có một cái khay nữa để đựng dây, sẽ gỡ bàn phím ra. Ở dưới này thì chúng ta sẽ vẫn còn một cuốn kiểu âm chân kinh cũng như là mấy cái vớ vẩn, thì mình sẽ không có cần quan tâm lắm, bỏ sang một bên. Ok, quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Đây là một chiếc bàn phím Komandro S100, một cái phiên bản mà đã từng xuất hiện cách đây rất là lâu rồi. Trên Boss Gear mình đã từng có bán, nhưng mà bây giờ thì do nó tạm ngưng một thời gian nên là mình không có nhập về nữa. Và bây giờ nó đã quay trở lại. Thì con này có cái tầm giá của nó là cực kỳ hấp dẫn luôn, chỉ khoảng tầm 500 ngàn mà thôi. Và các bạn đã thấy đấy, một cái thiết kế full size với cái nền bằng kim loại vân xước phay nhìn cực kỳ đẹp. Và cái nền này thì là bằng màu xanh ngọc, nó khá là nổi bật để dành riêng cho cái bàn phím, dành riêng cho những cái cây cáp mà màu trắng như thế này, làm nó nổi bật cực kỳ luôn. Thiết kế của em này thì của dạng theo kiểu khá là gọn gàng như thế này. Xung quanh thì chúng ta sẽ thấy nó bọc một cái khung bằng nhựa xung quanh và cái tấm nền sẽ là tấm kim loại cực kỳ chắc chắn. Khi các bạn cầm lên có cảm giác rất là đầm tay đó. Và mình khi mình bẻ thì nó rất là chắc chắn, không có hiện tượng cong vân. Em này thì có cái keycap là hoàn toàn bằng màu trắng và cái chữ in trên keycap thì nhìn nó khá là thô, tại vì nó đến từ Trung Quốc mà, cho nên nó sẽ không có được mượt mà như những em bàn phím cao cấp. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có một cái bộ keycap sử dụng là ABS và được đúc là đúc double shot, sẽ là hai lớp. Các bạn yên tâm là sẽ không bao giờ bị bay chữ nhé, và nó sẽ cho cái độ xuyên led rất là cao. Mặt sau của em này thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây một cái thiết kế khá là quen thuộc, đó là có thêm ba cái rãnh DJ như thế này. Thì ba cái rãnh này mình rất là thích những cái bàn phím mà có cái thiết kế DJ như thế này, thì sẽ giúp cho các bạn có thể làm gọn cái góc gaming của mình hơn. Nếu như mà các bạn set up máy bên phải hay bên trái thì mình có thể DJ được. Đó. Ở phía hai bên thì chúng ta vẫn sẽ có cái lẫy để nâng hạ độ cao của phím. Và cái lẫy này được có một cái nữa là nó sẽ được bọc cái cao su ở cái chân lẫy luôn. Đó, rất là ngon. Thường thì những phím cao cấp thì mới có làm kiểu này, chứ còn những phím mà giá rẻ thì ít, rất là ít khi làm. Đó là một cái điểm nổi bật của em này. Và chúng ta vẫn sẽ có bốn cái miếng cao su ở bốn góc để giữ cho bàn phím không bị trượt. Ở giữa thì chúng ta vẫn sẽ có logo của Komandro, mã hiệu S100. Về dây cáp của em này thì sao? Dây cáp của em này lại là một cái điểm nổi bật nữa. Đó, trong khi các cái bàn phím giá rẻ thì sử dụng là cái dây cáp cao su thôi. Và nó sẽ là thường là cái không có cái đầu chống nhiễu cũng như là dây cái đầu cộng USB mạ vàng. Còn cái này thì ngược lại hoàn toàn, thì các bạn có thể được cung cấp một cái bộ dây cáp bọc dù cực kỳ chắc chắn, đồng thời là cái đầu cộng USB cũng được mạ vàng luôn và đều có cục chống nhiễu. Ngoài ra nó còn cung cấp cho chúng ta một cái băng dính như thế này. Cái băng dính này sẽ giúp cho chúng ta đi dây gọn hơn. Đó, rất là ngon. Mình rất ít khi thấy một cái bàn phím giá rẻ nào mà lại có đầy đủ cái phụ kiện ngon như vậy. Chúng ta sẽ đi sơ qua một chút về cái switch của em này. Đó, cái switch game này thì đây là một cái điểm mà mình thấy đáng giá tiền nhất. Trong khi các cái hãng rẻ tiền thì nó sẽ thường là sử dụng đến những cái switch mà ít danh tiếng hơn, thì con này đang sử dụng đó là Kai. Và cái dòng Kai này thì là dòng Kai màu đen hoàn toàn ở dưới. Đó, một cái dòng Kai mà khá là chữ danh trước đây, có sử dụng cho những cái con bàn phím như của Funland. Và cái đèn LED của nó sẽ là đèn LED nổi luôn, nằm ở phía ngay trên cái switch. Và với cái hệ thống đèn LED nổi này cộng với lại cái switch của Kai thì các bạn biết đó, một cái combo cực kỳ ngon. Đó, các bạn thấy là với cái switch của thằng Kai Blue Switch này sẽ cho cái cảm giác bấm sẽ đầm tay hơn một chút, và cũng như là cái tiếng keycap sẽ là chịu là tiếng click key chứ không nghe thấy tiếng keycap chạm đáy rất là ít.
nên khi mình cảm giác bấm thì nó bấm sướng hơn, và cũng như là cái tiếng kêu của nó cũng sẽ đỡ nhức tai hơn những cái thằng bàn phím giá rẻ khác. Tuy nhiên thì đối với con này thì các bạn nên sắm thêm một cái bộ keycap PPT, tại vì con này có hệ thống đèn led là đèn led một màu và nó chỉ có hoàn toàn màu trắng thôi, nhưng mà do là led nổi cho nên là nó sẽ cực kỳ sáng. Đó, bây giờ mình sẽ thử tắt đèn đi cho các bạn coi nha. Ok, sau khi mình tắt bớt đèn ở trong phòng đi và đồng thời cắm chiếc bàn phím này vào trong máy tính thì các bạn có thể thấy cái hệ thống đèn led của em này cực kỳ sáng. Đây là chưa phải là mức sáng nhất của nó nhé. Các bạn có thể chỉnh lên mức sáng nữa hoặc là mình có thể giảm xuống mức độ sáng tối thiểu, và nó có tới hình như là tới 8 nấc sáng khác nhau. Và nếu như các bạn bấm sáng hết cỡ lên thì rất là chói. Đó, tại vì nó là led nổi mà. Con này thì chế độ led của nó không có nhiều, nó chỉ có một cái chế độ duy nhất, đó là chế độ chớp tắt như thế này. Đó. Và các bạn có thể chuyển sang chế độ sáng hết bình thường như thế này hoặc là tắt led giảm hết cỡ thôi. Đó. Chính vì cái hệ thống led này nó không đa dạng cho nên là các bạn nên đầu tư một cái bộ keycap màu mè nào đó, hoặc là các bạn có thể chơi những bộ keycap PPT rất là đẹp ở trên thị trường. Dành cho những cái bạn nào mà không thích theo cái kiểu đèn led quá nhiều thì con này phải nói là mình rất là thích hợp. Và hơn nữa là cái bộ màu, cái đèn led màu trắng này khi mà phối hợp với lại cái nền kim loại màu xanh nó phản lên nhìn cực kỳ sang trọng luôn. Mình rất thích cái kiểu như thế này. Đó, các bạn nhìn đi. Thấy chưa? Cực kỳ đẹp và nó cũng rất là lung linh nữa. Nếu như các bạn đang tìm một con bàn phím mà không có led màu mè lòe loẹt nhưng đồng thời cũng phải có một cái gì đó đặc biệt nổi bật thì đây là một chiếc bàn phím mà bạn không thể bỏ qua. Ok, bây giờ mình sẽ sang một cái phần cũng cực kỳ quan trọng, đó là cái hiệu năng gõ của em này. Ok, mình đã để cái mic hướng về phía bàn phím gần hơn. Bây giờ mình sẽ cùng gõ cho các bạn xem nhé. Em này đang sử dụng đó là Blue Switch của Kai. Bây giờ mình sẽ thử gõ một đoạn. Các bạn có thể nghe thấy cái tiếng clicky khá là rõ ràng, tuy nhiên thì nó lại không có cái tiếng gọi là cái tiếng keycap chạm đáy quá to. Đó, khi các bạn gõ thì có cảm giác khá là đầm tay. Mình thấy cái cảm giác gõ của em này nặng hơn những con Blue Switch thông thường. Và các bạn biết rồi đấy, chất lượng của Switch Kai thì không thể nào bàn cãi rồi. Ngoài ra thì các cái nút ví dụ như là Shift hay là Enter hay là nút cắt thì cực kỳ là nảy và nó cho cái cảm giác bấm không thua kém gì những con bàn phím ngon. Tuy nhiên thì cái start của em này có vẻ như không được tốt lắm khi mà các cái nút nó cũng hơi lỏng lẻo một chút. Nhưng mà với cái giá tiền như thế thì khó mà có thể đòi hỏi được một cái gì đó gọi là cao cấp hơn nhiều. Như vậy là mình đã vừa đi sơ qua giới thiệu cho các anh em về con bàn phím Komando F100 này. Với cái giá hiện tại của em nó là khoảng tầm 500 ngàn, quá ngon. Mình phải nói là chưa thấy con em nào mà giá 500 ngàn mà lại ngon như thế này. Còn một con bàn phím cơ này, có đèn led nổi cực kỳ sáng, thiết kế phải nói là cực kỳ đẹp và sang trọng. Ngoài ra thì nó đang sử dụng Blue Switch của Kai danh tiếng nữa. Nói chung về cái dòng Switch này thì các bạn không cần phải tìm hiểu nhiều, thì con này khá là nổi tiếng rồi. Ngoài ra thì nó còn được hỗ trợ đó là dây cáp bọc dù, đầu USB chống nhiễu mạ vàng vân vân, quá ngon. Nới tầm giá 500 ngàn thì có lẽ con này là thuộc dạng vô đối rồi. Nếu mà tất nhiên nếu mà các bạn sợ bẩn thì có thể các bạn nên mua bộ keycap PPT gắn vào sẽ cho cảm giác gõ sướng hơn, cũng như là nó cũng sẽ đỡ bẩn hơn. Nhưng mà mình thấy cái màu trắng này đi cùng với hợp với màu xanh thì cực kỳ hợp luôn đấy. Ok, các bạn nghĩ sao về chiếc bàn phím này thì có thể để lại comment phía dưới phần bình luận nhé. Còn nếu mà các bạn muốn mua thì mình có để link ở phía dưới phần mô tả. Nếu các bạn muốn xem thêm những cái clip về các cái gaming gear thì có thể click vào video bên phải đây hoặc là video bên tay trái. Ngoài ra các bạn nhớ like, share và subscribe kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye. Ngon quá đi chứ. Tầm giá 500k thì vô con mẹ nó đối rồi.